Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó có thương hiệu đến từ cái hãng Maruyama nha các bạn. Và nó có cái tên riêng là MB2630. Một cây máy rất là nổi tiếng các bạn. Cây MB2630 này đôi khi nó cũng đóng tên là Kubota đó các bạn, xài rất là ngon nha, rất là mạnh mẽ ha, rất là tiết kiệm xăng. Cây máy 2630 này nó sở hữu một cái chụp giật siêu bền nha các bạn, rất là bền bỉ nha. Dòng máy nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính phía trong đó các bạn, nó gọn đệm rất là ngon ha, không có chảy một miếng xăng nào hết ha. Và ở đây nó có cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn, xăng 95 nha các bạn, xăng nói chung là xăng không cồn, tại vì chất cồn nó là dung môi để nó phá hỏng các cái nhựa ở trong chế hóa khí của mình đó các bạn, trong bình xăng con đó. Làm cho bình xăng con mình hỏng, cho nên mình càng xăng càng không có cồn chừng nào càng tốt chừng nấy nha các bạn. Nhiên liệu gồm có xăng cộng với nhớt nha, dòng máy hai thì xăng cộng nhớt với tỷ lệ khoảng 50cc trên lít nha các bạn, tối thiểu phải 50cc trên lít, tối đa có khoảng 70cc trên lít nha. Với cái tỷ lệ đó thì máy mình nó rất là bền nha các bạn, nó không bị dính nồng, không bị lột nồng ha, rất là bền máy. Nó chạy một cái chế hóa khí quanh rồ hai kim nha các bạn. Đây, các bạn quan sát cảnh xem cái máy còn rất là đỉnh luôn, rất là xuất sắc nha. Đây, MB2630, các bạn quan sát xem cái nồng này nè, trắng tinh, rất là đẹp ha, tinh luôn. Đấy, con rất là mới các bạn. Chế hóa khí quanh rồi hai kim của nó đây các bạn, nhìn xem là ghiền luôn ha. Đây là cây kim chỉnh tốc độ cao nha, mạnh yếu bóc hay không là do cây này ha. Cây này chỉnh cho nó độ bốc cho nó cũng vừa phải thôi nha các bạn, cho nó bốc hết ra các bạn, trả về chừng khoảng nửa vòng cho nó lì lại chút thì nó đủ xăng ha, còn để nó bốc quá thì máy nó nóng nhiều lắm các bạn, tuổi thọ nó sẽ kém. Kế tiếp đây là cây kim tốc độ thấp nha, hai cây này đều là chỉnh xăng hết các bạn, cây này chỉnh xăng đầu vào, cây này chỉnh xăng đầu ra nha. Cây này thì mình chỉnh khoảng tua gửi thì nó cũng vừa đó các bạn, nhưng mà nó chưa ngon ha, các bạn chỉnh xuống từ từ để cho ganh ti nó thật là nhuyễn ha, thật là chậm tua ha. Rồi là mình ghi nhận ở điểm đó nha, mình chỉnh ở chỗ ganh ti thật là êm và giật mỗi phát mỗi nổ, là cây này chỉnh đúng nha các bạn, nếu mà cây này chỉnh sai là giật nó rất là chậm nổ và gam ti nó không ngon ha. Các bạn xem chữ quanh rồ của nó đây ha, rất là đỉnh luôn, quanh rồ. Dòng máy này có made in Japan trong lốc luôn nha các bạn, phải nhật chánh tông các bạn. Mét in ra băng nha. Đây, các bạn nào tin mắt thì sẽ thấy ha. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Đây nó có số series đây các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Đây, rất là đẹp luôn các bạn. Nó chạy một cái tùm rời nha các bạn. Tùm rời. Rất là đẹp luôn.
rất là duyên dáng luôn ha, mày mày hoàn hảo tuyệt đối luôn các bạn. Về phía bô lửa của nó đây các bạn, rất là đẹp luôn, bình xăng cũng rất là đẹp ha, bình chứa xăng đó các bạn, rất là đẹp luôn. Đây các bạn quan sát tum của nó đây ha, tum rời có giải cách nhiệt ha, chống sốc, ốc é còn vàng tươi luôn các bạn, rất là vàng nha. Tại cái máy mình nhắc nó, mình nói hoài nó ghi màu vàng rất là dở luôn. Các bạn về các bạn xem máy ốc rất là đẹp luôn, vàng ngính luôn các bạn. Này, dây ga ba tép các bạn, dây ga ba tép xài cực kỳ bền luôn ha, mới tinh luôn, dây ga rất là đẹp luôn, lên ga rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Khi các bạn lên ga vậy ha, các bạn buông xuống mà nó không có trả về không, vậy là dây ga mình nó bị rít ha, mình phải thay, mình không có trả về không được là nó không có xuống nhỏ được đó các bạn. Này nó phải, nó mình khi mình bớt ga xuống nó phải dựa lưng vào con ốc này nha, cái lưng này nó phải dựa vào sát con ốc này, con ốc chỉnh canh ti này thì nó mới chạy nhỏ được nha các bạn. Nếu mà nó kẹt nó không xuống dựa sát được là nó không có chạy nhỏ được các bạn, và mình lên nó không trơn tru thì cái máy mình không mạnh được các bạn. Mình lên phải trơn tru cái dây ga lợi hại lắm các bạn, máy mạnh yếu cũng do cái dây ga góp phần lớn lắm các bạn. Mình lên ga không như ý là cái máy nó không mạnh được. Dây ga ba tép có tích hợp công tắc luôn các bạn, rất là đẹp luôn nè, cùm nó đây nè các bạn, vàng tươi luôn, vàng màu vàng rất là đẹp nha các bạn. Tay nắm, tay ga có tích hợp công tắc đây các bạn, công tắc ha, rất là êm ái nha. An toàn sử dụng ha, đây là tem Maruyama MB2630, đây là cái trắng cỏ của nó nè, rất là quen thuộc nha, cỏ của Maruyama rất là quen thuộc. Đây là cùi nữa nè các bạn, cùi này là cùi cùi 7 ly ha, ti 7 ly 7 khía, cùi 7 khía các bạn, cùi 7 khía 24. Đây nó có cái đường tra mỡ bò bằng máy nè các bạn, máy ép à. Nếu mình tra bằng cái ống tim thì mình tháo ngay cổ này ra nha các bạn, tháo ngay cổ này ra rất là dễ. Cái cùi này nó có siêu chống dính cỏ các bạn, siêu chống dính cỏ, có chén ấp ngược từ dưới lên ha. Ở đây có khe lỗ chốt ha, khe này mình đưa vô ngay lỗ chốt đây ha các bạn, đây nó có cái lỗ chốt đây đấy các bạn, đưa vô ngay đây là mình đưa cái cây ba ly vào chốt được mới được nha các bạn, cây lớn quá chốt không được nha, cây ba ly thôi là nó mới vừa cái lỗ chốt ở trong là mình chốt được, nó dính cái cánh này lại cứng ha, mình thao tác ở như thế này rất là thuận lợi ha. Ở phía dưới có chống mai mòn luôn các bạn, chống mai mòn rất là đẹp nha. Đấy, tổng thể cái máy mình đây các bạn, tổng thể cái máy mình Maruyama MB2630 các bạn, nó cũng là Kubota 2630D, Kubota 26. Nó hai máy này thường xuyên nó dán tên, khi nó dán Kubota, khi nó dán Maruyama các bạn. Điều đó thì nó về cái quan hệ của hai hãng này mình cũng không rành lắm ha, nhưng mà hai dòng máy này nó dán, khi nó dán Kubota, khi nó dán Maruyama các bạn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha.
Đầu tiên máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, đóng e ha, và lên ga thì máy rất là dễ nổ. Còn nếu mà máy mình đã lên xăng đã nổ rồi thì mình cứ giật là nó nổ thôi ha. Ngon. Giật nổ nha. Rất là đơn giản ha. Một giật tua một nổ thôi. Rất là bóc luôn, mặt bộ rất là ngon ha. Dòng máy rất là lẹ tua nha các bạn, tua rất là nhanh luôn, các bạn không có, nó chỉ nghe tiếng hú thôi chứ không còn cái nghe tiếng tua nữa. Rất là êm luôn các bạn, chạy gánh ti cũng rất là ngon, chạy lớn cũng rất là bóc luôn, tắt nha các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Maruyama MV2630 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.